Đây là chiếc máy in Brother HL2321D. Đây mình sẽ đi hướng dẫn cài in. Đầu tiên để cài được in thì ta phải cắm dây nguồn vào và bật nguồn lên. Bật nguồn lên và phải có cáp kết nối USB từ máy in vào máy tính. Ta cắm một đầu máy in này. Một đầu thì cắm vào jack của USB của máy tính. Sau đó ta nên mã tải phần mềm driver về. Ta gọi là driver máy in browser. HL 2321D. Ta vào trang support này. Chọn cái hệ điều hành Win đang dùng. Mình đang dùng Win 7 32 bit này. Nó chọn luôn cho này. Đấy, nhấn OK này. Driver này. Thế lúc nào nó đâu nhỉ? Trang của support này, browser này, mình tải cái driver về này. Đây mình nát cho máy tải về. Sau khi tải driver về xong, mình kích vào mình giải lén ra. Kích vào run này. Yes. Chọn ngôn ngữ này. Chọn tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Mình sẽ chọn tiếng Anh. Ok.
Cài xong rồi. Mình cài đặt khổ giấy này. Print preference này. Mục đích nữa là nét tờ này. Mình sẽ đổi thành khổ giấy A4 này. Nhấn apply này. Đấy, ok. Đấy, mình sẽ in test thử. Test thử của ta có tín hiệu. Trích là hơi xấu, vẫn nhìn hơi xấu. Đấy, vậy là chúng ta đã cài xong rồi. Máy này là máy 2320 2321D. D này là có chức năng in hai mặt. Mình sẽ in test thử hai mặt. Sai. Ok. Mình đã cài in xong rồi.